Vâng, xin chào các anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh PA Marketing trong series video Business and Marketing Vlog. Và hôm nay thì Phan Anh sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái bài học về tài chính cá nhân. Vâng, đây là một cái bài học mà Phan Anh đúc rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình. Có 10 cái lời khuyên về đầu tư cũng như là về tài chính cá nhân để giúp cho chúng ta nhàn đầu, tức là không phải đau đầu suy nghĩ mà lại sướng cái thân, đúng không ạ? Vâng, và tôi cũng xin cam kết những cái câu chuyện tôi chia sẻ đều là câu chuyện trải nghiệm của tôi, sự thật. Đó, và nếu các bạn có bất kỳ các vấn đề gì về kinh doanh, về bán hàng, về quảng cáo, đặc biệt là bán hàng trực tuyến, live stream, quảng cáo trên Facebook, trên Google, làm SEO web, đúng không ạ? Vân vân, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp. Lời khuyên thứ nhất, đấy là đầu tư cho chính mình. Vâng. Đầu tư cho chính mình, tôi dùng cái điện thoại này tôi chỉnh chiếu cho nó chuyên nghiệp, đúng không? Tôi cầm đến đây. Thế thì đầu tư cho chính mình là bạn nên dành một cái khoản ngân sách tài chính để đầu tư cho mình. Đầu tư cho mình ở đây có thể là đầu tư cho giáo dục, bạn có thể tham gia các cái khóa học, các cái chương trình đào tạo, ví dụ như là học từ cử nhân lên thực hành, từ thạc sĩ lên tiến sĩ hay cử nhân lên thạc sĩ. Bạn có thể học thêm các chuyên ngành khác về luật hay về marketing hay về bán hàng hay về kinh doanh, bất kể cái gì mà bạn cảm thấy cần thiết, đặc biệt là các cái kỹ năng kiếm tiền, các kỹ năng trong công việc thì bạn nên nên đầu tư. Hoặc là đầu tư cho bản thân là các bạn có thể đầu tư thêm về cái việc là làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Hiện nay thì cái vấn đề chăm sóc sức khỏe là vấn đề mà quan trọng nhất, đúng không? Hãy dành thời gian cho việc tập gym, ăn kiêng, hãy chọn những cái thực phẩm tốt, thì điều đó cũng làm cho cái cuộc sống của mình có chất lượng hơn, mình sẽ duy trì tuổi thọ tốt hơn và mình có một cái thói quen sinh hoạt nó lành mạnh hơn và cái cuộc sống của mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Bởi vì suy cho đến cùng thì chúng ta kiếm tiền, chúng ta có nhà cửa, có vợ đẹp con khôn vân vân, thì tất cả những điều đấy đều là để cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Có đúng không ạ? Vâng, thì tôi nghĩ là đầu tư cho chính mình thì ngoài cái chuyện đầu tư về học hành thì các bạn có thể đầu tư thêm về, như tôi nói, về sức khỏe hay là về y tế hay về mua bảo hiểm cho bản thân, những cái điều đấy là rất là tốt. Và cái lời khuyên số 2 đấy là chúng ta sẽ nhớ rằng là trong tài chính thì rủi ro cao thì lợi nhuận cao và rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Rủi ro thì luôn luôn tỷ lệ với lợi nhuận, có đúng không ạ? Tỷ lệ thuận. Vâng. Vì vậy khi mình đầu tư vào một lĩnh vực gì đó mình cảm thấy là có lợi nhuận cao thì hãy nhớ rằng rủi ro cũng rất cao. Rủi ro rất cao có nghĩa là mình cũng sẽ fail, mình cũng sẽ hỏng cái business đấy. Tất nhiên liều thì ăn nhiều, đúng không ạ? Vâng, nhưng liều thì cũng chết nhiều, hãy nhớ điều đó. Quyết định là ở bạn, không ai quyết định thay cả. Đừng có nghe ai xúi bậy, đừng có nghe người này người kia. Vâng, nếu bạn ít tiền thì hãy chọn cái phương án rủi ro thấp. Vâng, nếu bạn nhiều tiền thì bạn có thể phân bổ các cái rủi ro đấy ra một cách hợp lý, tốt hơn. Đó, thì tôi chỉ muốn khuyên một như vậy. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các kênh đầu tư có lợi nhuận cao. Thế nhưng mà khi mà các bạn đầu tư rủi ro như vậy thì cũng sẽ kéo theo rất nhiều các vấn đề, đúng không ạ? Lời khuyên số 3 là bạn cân nhắc về việc là làm thuê hay làm chủ. Thế thì thật ra nó cũng không có công thức nào để nói rằng là làm thuê hay làm chủ. Tuy nhiên nếu bạn làm thuê thì bạn hãy nhớ rằng là khi bạn còn trẻ, bạn ít kinh nghiệm, ít mối quan hệ, ít trải nghiệm về kinh doanh, rồi thì ít mà cái hiểu biết về thương trường, thì bạn nên đi làm thuê để tích lũy kinh nghiệm và tích lũy thật nhanh, thật chất lượng, ghi chép thật thật cẩn thận. Bởi vì tôi biết là có rất nhiều người đi làm thuê nhưng mà họ không thực sự ghi chép cẩn thận và chú ý về điều đó, đúng không ạ? Và như vậy họ bị mắc kẹt trong cái chuyện đi làm thuê mãi. Vâng, thế thì bạn thử đặt mục tiêu xem là bạn đi làm thuê trong bao lâu, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm. Khi nào bạn cảm thấy có độ chín về hiểu biết, về kinh nghiệm, về bán hàng và bạn tính toán được mọi thứ thì bạn hãy làm chủ. Làm thuê có cái sướng của người làm thuê và làm chủ có cái sướng của người làm chủ, và ngược lại, làm thuê cũng có cái khổ của người làm thuê và làm chủ cũng có cái khổ của người làm chủ. Tôi lấy thí dụ bây giờ bạn làm thuê, đúng không ạ? 8 tiếng hết đi làm về, ở nhà chơi với vợ hoặc chồng với con, đi chơi bạn trai bạn gái. Lương vẫn nhận đầy đủ 10 triệu, 20 triệu, thậm chí 30 triệu, đúng không? Nhưng người làm chủ người ta phải nghĩ xem là làm sao người ta bán được hàng, làm sao có tiền trả lương đúng hạn, rồi chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên cũng rất là mệt mỏi. Đó, thế thì đóng vai trò người làm thuê mình hãy làm thật tốt,
và đóng vai trò làm chủ mình hãy kinh doanh thật tốt, và mình tiến tiến tới bằng cách là mình đi làm thuê một thời gian xong mình sẽ học hết các công thức kinh nghiệm để có thể làm chủ. Và khi làm chủ thì hãy tư duy của người làm chủ, đúng không? Phải hiểu cho người làm thuê vì mình đã trải qua rồi. Người làm thuê nào người ta cũng sẽ không thể làm việc tốt bằng người làm chủ đâu. Và mình phải học rất nhiều. Có rất nhiều người làm, ví dụ như là làm thợ làm bánh thì làm bánh rất ngon, nhưng mà kinh doanh làm bánh thì lại lại thua lỗ. Bởi vì khi mình làm thợ và mình làm chủ nó khác nhau hoàn toàn. Người làm chủ ở đây nó còn liên quan đến về marketing, về bán hàng, về quảng cáo, về quản trị nhân sự, về tiền lương, về dòng tiền, về chịu áp lực, chứ không đơn thuần là tôi chỉ tập trung vào mỗi một cái bánh. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Ok. Như vậy đây cũng là những cái quyết định rất là quan trọng về tài chính, bởi vì nếu bạn đang đi làm thuê, bạn quyết định làm chủ, bạn thua lỗ và bạn sẽ gây ra cái hậu quả rất lớn cho vợ chồng con cái của chính mình. Và ngược lại, đúng không ạ? Nếu bạn cứ mắc kẹt trong việc làm thuê mãi thì bạn cũng sẽ không có cái khả năng tài chính tốt. Đấy, thế thì tại sao bạn nói là lời khuyên về tài chính mà thầy lại đi nói về làm thuê hay làm chủ? Thì bạn biết đấy, làm thuê hay làm chủ nó quyết định cái việc là bạn có tài chính bao nhiêu, đúng không ạ? Làm thuê thì rất khó có thể giàu, làm chủ thì có thể giàu nhưng cũng có thể thua lỗ sấp mặt. Đấy, và nếu bạn khởi nghiệp không cẩn thận thì bạn sẽ ăn đòn, đúng không? Cái lời khuyên số 4, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xem xét đến cái thu nhập thực tế của chúng ta. Thu nhập thực tế ở đây là cái gì? Tức là hiện tại bây giờ thu nhập của bạn là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Bạn đang có cái gì trong tay? Bạn đang có tuổi trẻ, bạn đang có sức khỏe, bạn đang có một cái khoản tiền vốn, bạn đang có một cái khoản tiền tiết kiệm, đúng không ạ? Bạn đang có một cái khoản thu nhập, thì hãy phân bổ những cái khoản thu nhập đấy ra một cách hợp lý, theo từng các cái lọ hay các cái giỏ mà trong các cái lời khuyên tài chính người ta hay nói. Thí dụ như bạn 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 phân bổ ra là khoản chi tiêu thường xuyên, khoản chi tiêu đột xuất, đúng không ạ? Khoản chi tiêu gọi là ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, khoản tiết kiệm, khoản thụ hưởng, khoản mua bảo hiểm cá nhân, khoản học tập. Đấy, bạn phải phân bổ nó ra. Đừng nghĩ rằng là tôi chỉ có 5 triệu tôi không thể phân bổ được. 5 triệu thì hãy tiêu kiểu 5 triệu. Chứ đừng có húng lên một cái là hôm nay đi chơi, đi hát karaoke, đi nhậu một bữa là hết 2 triệu, ngày mai lại tiếp tục. Đúng không ạ? 5 triệu tiêu kiểu 5 triệu, mà 50 triệu tiêu kiểu 50 triệu, mình phải phân bổ nó ra. Thì như vậy mình mới tự do về tài chính. Tự do về tài chính không phải là tôi sẽ có rất nhiều tiền, mà tự do về tài chính có nghĩa là tôi sẽ không thực sự phải quá lo lắng về tiền. Bởi vì tôi có từng đấy tiền, tôi tiêu từng đó, tôi có nhiều tôi tiêu nhiều, tôi có ít tôi tiêu ít, và tôi phải luôn luôn lo lắng về cái chuyện là dự phòng, tiết kiệm và đầu tư để tái cái khoản đầu tư đó nó sinh lời, đúng không ạ? Vâng, phải kiểm soát được cái con số chi tiêu hàng ngày, hàng tuần. Đấy, và nhớ rằng là kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, mà quan trọng là mình giữ được bao nhiêu tiền. Một người có thể kiếm 1 tỷ một năm nhưng mà người ta đi du lịch hết 1 tỷ, người ta tiêu hết 2 tỷ thì người ta như vậy người ta vẫn nợ nần chồng chất. Nhưng mà một người kiếm 100 triệu một năm thôi nhưng mà người ta lại gửi tiết kiệm được 30 triệu thì thực ra người ta vẫn đang dương, đúng không ạ? Vâng. Cái lời khuyên số 5 đấy là các bạn nên có cái gọi là kế hoạch tài chính dự phòng. Vâng, kế hoạch tài chính dự phòng ở đây tức là gì? Mình luôn luôn có cái khoản cái phương án 2, phương án 3, hay là trong marketing người ta gọi là plan B, đúng không ạ? Phương án B, phương án C là gì? Thì ở đây chúng ta nhớ rằng là đừng quá chi tiêu quá tay, đúng không ạ? Đừng quá đầu tư quá liều. Mình nên chọn cho mình cái đường lùi. Ví dụ bây giờ mình đầu tư vào đây, nếu mà có vấn đề gì, vợ chồng con cái của mình ra ngoài đường rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Rồi mình đang là một cái người có tiền và cuối cùng mình lại thành rơi vào cái trạng thái nợ nần. Đấy, và có khi 40 tuổi, 30 tuổi tóc đã bạc rồi và tự dưng nợ nần và tự dưng mất hết bạn bè anh em, bởi vì mình sẽ trở thành một người mà không có uy tín. Vì sao? Vì lúc đấy mình cò quay, lúc đấy mình vay chỗ nọ đập chỗ kia rất là nhiều. Đấy, thì mình cần phải có kế hoạch tài chính dự phòng, và trên hết mình phải là người có uy tín, đúng không ạ? Kể cả thua lỗ mình cũng phải phải có uy tín. Cái lời khuyên số 6 đấy là lời khuyên là chúng ta phải hết sức thận trọng khi vay tiền. Thông thường thì khi chúng ta không có tiền thì chúng ta nghĩ chuyện đi vay, vay bạn bè, vay người thân, vay đồng nghiệp, vay hết người này đến người kia, đúng không ạ? Vâng, vay chi tiêu, vay đầu tư, vay trả nợ, các khoản vay, thậm chí mình có thể vay đến những cái khoản tín dụng với cái lãi suất rất là cao. Điều đấy cực kỳ nguy hiểm, nó khiến cho dòng tiền của chúng ta không ổn định, dòng tiền của chúng ta bị cạn kiệt và chúng ta nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Thì hãy nhớ rằng là hãy hãy
xác định là mình thực sự cần vay thì hãy vay, và mình có thể trả được, mình phải kiểm soát được việc đó thì mới 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 vay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói, và chúng ta có thể là sẽ lãi mẹ đẻ lãi con rất khủng khiếp. Vay 100 triệu nhưng mà sau một thời gian ngắn có thể nợ đến 300, 500 triệu. Đó, thậm chí là mình lại đầu tư, mình lại thua lỗ tiếp cái khoản vay đấy. Và mình rơi vào một cái trạng thái rất là chán nản, rất là căng thẳng, thậm chí là có những cái biểu hiện tiêu cực. Thì chúng ta hết sức lưu ý, đúng không? Thì ai cũng phải vay thôi. Thế nhưng mà mình vay mình phải phải tính toán thật là kỹ, trả lời cho câu hỏi là mình có cần vay hay không, mà mình vay ai, vay thời gian như thế nào, cái khoản vay đấy bao giờ mình có thể trả, mình có những nguồn thu nào để có thể trả vào được đó. Và nguyên tắc là nếu như mà vay nợ thì hãy trả nợ cho đúng hẹn, và hãy là một người mà có uy tín, bởi vì bây giờ mình mất uy tín mình sẽ không kinh doanh được cái gì cả đấy. Lời khuyên số 7 đấy là mình chỉ nên đầu tư vào những thứ mà mình biết và đầu tư vào những người mà mình biết rất rõ. Đầu tiên là đầu tư vào thứ mình biết, tức là ví dụ bây giờ bạn muốn đầu tư vào coin này, vào bất động sản này, vào nhà hàng này, hay là vào lĩnh vực thời trang này, hay là bạn mở kinh doanh này, hay bạn góp vốn cùng với người khác này, có rất nhiều hình thức hợp tác, có rất nhiều hình thức đầu tư. Thì lời khuyên của tôi là hãy đầu tư vào những thứ mà mình thực sự biết. Đừng đầu tư theo phong trào, theo A dua A tầm, người này khuyên, người kia xui, nhìn thấy người ta làm thành công. Đừng đừng đừng. Đúng ạ, thứ mà bạn nhìn thấy nó chỉ là bề nổi. Thứ mà người bạn nhìn thấy nó chỉ là cái thứ mà người ta muốn bạn làm. Đúng ạ, bao giờ người ta cũng ví dụ như là ở trong các cái chỗ mà thu hút đầu tư, người ta cũng nói là đầu tư rất là dễ, sinh lời rất là cao, bạn sẽ có một cuộc sống giàu có. Điều đấy có thể đúng với việc là bạn thành công, và điều đấy hoàn toàn sai nếu như bạn không thành công. Thắng làm thua, làm vua thua làm giặc, đúng không ạ? Thế thì lời khuyên đó là gì? Mình phải biết, mình phải học hỏi thật kỹ rồi mình mới ra quyết định đầu tư. Còn nếu mà mình không biết mà mình vẫn muốn đầu tư thì hãy coi đó là một khoản đầu tư mạo hiểm. Và đã đầu tư mạo hiểm thì mình chỉ đầu tư 10-20% trong tổng số thu nhập của mình mà thôi. Thí dụ thu nhập của bạn có thể đạt 100 triệu một tháng thì bạn có thể trích ra khoảng 20 triệu bạn đầu tư. Chứ bạn đừng đầu tư 1 tỷ, đúng không ạ? Và đôi khi có những thứ rất là chắc chắn nhưng mình vẫn chết, thì nhưng mà thôi thì đến là đen, nhọ thì không nói. Nhưng mà mình phải hiểu rất là rõ về chuyện đó. Và thứ hai là đầu tư vào người mình biết. Đúng không ạ? Mình đã làm ăn với người này bao nhiêu lâu rồi, người ta là người có đàng hoàng, có uy tín hay không? Và làm đầu tư gì thì đầu tư thì chúng ta phải có hợp đồng. Chúng ta không nói mồm với nhau. Đúng không ạ? Vâng, và chúng ta phải trước khi chúng ta xuống tiền chúng ta phải hỏi rõ vấn đề là như thế nào, như thế nào. Đúng không ạ? Vân vân. Đấy, thế thì đấy là cái mà tôi khuyên các bạn, bởi vì tránh việc là các bạn đầu tư vào một dự án kinh doanh hay đầu tư vào một cái người nào đấy cùng góp vốn mở hàng cửa hàng hay là cùng góp vốn mở nhà hàng, và sau bạn bị sa lầy vào chỗ đó, bạn không rút ra được, rồi mất tình cảm, mất cả tiền, rất là bực mình. Vì sao? Cũng chỉ vì chúng ta nghĩ rằng là chuyện nó đơn giản thế thôi. Thực ra làm kinh doanh chuyện không đơn giản, đúng không? Mục số 8, lời khuyên số 8 đấy là tôi muốn nói với các bạn là các bạn phải có cái hiểu biết rõ về tài sản và tiêu sản. Và tài sản tức là mình chỉ nên mua những thứ có thể sinh lời, mua những cái thứ có thể giúp cho mình trong công việc kinh doanh tốt. Thí dụ bạn có thể đầu tư một cái màn hình như này với mục tiêu là để mình làm slide, mình dạy dỗ, mình có thể đầu tư một cái máy tính MacBook rất là đắt tiền để công việc của mình tốt hơn, thao tác tất cả mọi thứ nó rất là an toàn, bảo mật và nhanh, thì tôi nghĩ đấy là cái tài sản. Thế nhưng mà mình mua một cái xe hơi để đi chơi mà không phải là để đi chạy Grab kiếm tiền thì đó là một tiêu sản. Tất nhiên trong một số tình huống thì tài sản và tiêu sản nó không thực sự là rõ rệt, nó có thể cái sự giao thoa, đúng không ạ? Bạn có thể nói cái MacBook này là một cái tiêu sản, bạn có thể nói cái TV này của tôi 60 inch này là một cái tiêu sản, điều đấy không sai. Tài sản hay tiêu sản phụ thuộc vào việc là bạn khai thác nó như thế nào, đúng không ạ? Vâng, ý tôi muốn nói là gì? Bạn mua một cái ô tô chỉ vì bạn muốn hoành tráng, muốn che mưa, che nắng. Bạn ném vào đấy 1 tỷ, đúng không ạ? Sau đó hàng tháng bạn phải trả tiền gara, bạn phải trả tiền dầu mỡ, bạn phải trả tiền đổ xăng, tiền cầu đường. Và đặc biệt là bạn phải chịu khấu hao về xe. Sau vài năm bạn sử dụng, xe bạn mất 50% giá trị.
Ví dụ 5 năm bạn mua 1 tỷ, sau 5 năm nó còn có 500 triệu, người ta mua cũ có 500 triệu thôi à. Như vậy mỗi một năm bạn mất 100 triệu, chia bình quân 12 tháng, mỗi tháng bạn mất 8-9 triệu, đúng không ạ? Và bạn đổ dầu nhớt xăng xe rồi gửi ở chỗ hầm vân vân, thế là bạn mất thêm độ 3-4-5 triệu một tháng nữa. Như vậy mỗi một tháng bạn mất khoảng 15 triệu, một con số cũng khá là nhiều. Tất nhiên đổi lại bạn có sự tự tin, bạn có sự đi lại rất thuận tiện, bạn có nhiều cơ hội mới, đúng không? Thì hãy quyết định mua cái gì phải dựa trên là nó là tài sản hay tiêu sản. Hãy mua tài sản, ví dụ mua bất động sản, đấy người ta gọi là tài sản, giá trị nó luôn tăng, mình có thể cho thuê được, đúng không ạ? Hãy mua một chiếc xe ô tô nhưng để chạy Grab, để cho thuê, để kiếm tiền. Đó, ý tôi là như vậy, mình phải phân biệt được tài sản và tiêu sản trước khi mua. Và mua phải uốn lượn 7 lần trước khi mua. Đấy, hãy tiết kiệm, đúng không ạ? Các bạn có thể không tin nhưng mà người ta thống kê rằng là khoảng 50% dân số Mỹ sau khi nghỉ hưu không có nổi khoản tiết kiệm 50.000 đô la. Vâng, tôi nói lại là 50% dân số Mỹ sau khi đã nghỉ hưu không có khoản tiết kiệm đủ 50.000 đô la. Tức là gì? Tức là các bạn thấy rằng là cái việc tiết kiệm rất là quan trọng, đúng không ạ? Vâng, để có tài chính khỏe mạnh, để có một cái dòng tiền ổn định, để mình không phải quá đau đầu về chuyện là lúc nào cũng phải xoay tiền, kiếm tiền trả nợ vân vân, thì mình phải tiết kiệm, đúng không? Ví dụ như là mình hay bỏ tiền ở mua quần áo, mua nước hoa, mua cái gì đó trong một thời gian ngắn, hay mua đồ ăn đắt tiền, thì mình có thể suy nghĩ lại, mình tiết kiệm, đúng không? Quần áo vẫn còn rất là nhiều, bây giờ quần áo người ta mặc đâu có thiếu như ngày xưa, đấy kiểu kiểu như thế, thì như vậy chúng ta có thể tăng được cái khoản tiết kiệm lên, chúng ta bỏ tiền và tiết kiệm và cái khoản tiền tiết kiệm đấy chuyển sang làm khoản tái đầu tư tốt, được chưa ạ? Và cuối cùng lời khuyên số 10 đấy là chúng ta cần phải cân nhắc trước khi mua hàng thật kỹ, bởi vì có rất nhiều người ấy thì rất là thích mua, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, mua iPhone, mua MacBook như tôi chẳng hạn, thì tôi nghĩ cũng đang không được thực sự thông minh lắm đâu, đúng không ạ? Mua quần áo, mua nước hoa, thế nhưng mà các bạn sẽ nói rằng là thế thì kiếm ra tiền không mua thì để làm gì? Thế thì tôi nghĩ rằng là đấy mới là vấn đề về sử dụng tài chính. Mình phải cân nhắc thật kỹ các khoản mua. Thí dụ như là bạn thực sự nghĩ rằng là bạn cần đến 10 đôi giày hay là 20 đôi giày ư? Tôi nghĩ không cần đến mức như vậy. Bạn nghĩ rằng là cần đến 3 tủ quần áo thay vì bạn chỉ cần 31 chiếc quần áo trong 31 ngày. Nó đã có một cái thí nghiệm đấy rồi ạ, 31 bộ quần áo mặc trong 31 ngày và không ai nhận ra rằng bạn là có ít quần áo cả. Thế nhưng mà có người có đến 10 cái áo khoác, 20 cái áo khoác, đúng không ạ? Có đến khoảng độ 20 cái chân váy nhưng cảm thấy vẫn rất là thiếu. 3, 40, thậm chí 50 bộ giày dép, trừ những người làm biểu diễn showbiz này kia. Thì đấy là những cái thói quen cổ vũ cho việc mình tiêu sắm, tiêu pha rất là nhiều. Thì chúng ta nên xem xét và cân nhắc về điều đó. Tất nhiên, tôi không dám gọi là dạy dỗ gì ai cả, đúng không ạ? Tôi chỉ đưa ra lời khuyên và quan điểm cá nhân của tôi thôi. Và các quan điểm này thì nếu mà chúng ta áp dụng được thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta có cái tự do về tài chính tốt, chúng ta có cuộc sống tốt, chúng ta có thể thụ hưởng, không phải là không dám ăn, không dám tiêu, mình vẫn được đi chơi, được đi học, được đi xem phim, nhưng trong những cái ngân sách, những khoản quỹ mà mình đã dự phòng, đúng không? Và như vậy mình sẽ có thể tự do về tài chính mà mình không phải quá đau đầu. Và tôi xin phép nhắc lại là tự do về tài chính không phải là chúng ta có rất nhiều tiền, mà chúng ta kiểm soát được dòng tiền, chúng ta kiểm soát được thu nhập, kiểm soát được chi tiêu, chúng ta không bị đau đầu, không bị lo lắng, thì đấy mới là khái niệm tự do về tài chính, đúng không ạ? Và thực ra người Việt chúng ta thì nói gì thì nói, chúng ta vẫn là thuộc quốc gia nghèo, mới thoát được cái bẫy bẫy thu nhập nghèo, mới được lên cái gọi là mức trung bình, bình quân khoảng 2.000 đô la một người một năm. Đấy, so với thế giới, ví dụ như là Mỹ hay Na Uy hay là những nước Bắc Âu thì chúng ta còn thua họ đến 10 lần, thậm chí là 15 lần về mặt thu nhập. Đấy, so với các nước Đông Nam Á chúng ta còn thua rất nhiều. 2.000 đô la một năm thì tính ra khoảng 50 triệu, chia cho 12 tháng thì mỗi tháng có 4 triệu thôi. Thì chúng ta chưa phải là một quốc gia giàu có. Có thể một số cá nhân như chúng ta là có cuộc sống tốt đẹp, có nhà, có xe, có đời thiết bị điện tử dùng, có được đi đây đi đó, nhưng mà chúng ta vẫn không phải là một quốc gia giàu có, chúng ta cũng không phải là một cái
cái đất nước cũng như là không phải là những người thực sự giàu có. Đấy, sự giàu có thì có thể xét về mặt tài sản, số tiền, giàu có về mặt tâm hồn, giàu có về mặt tri thức, có rất nhiều cái tiêu chí để đo. Ok, thì tôi xin phép kết thúc cái phần trình bày của tôi ở đây về cái 10 cái lời khuyên giúp cho các bạn có thể có cái tài chính tốt. Và tôi xin phép nhấn mạnh là cái nội dung, cái quan điểm này là quan điểm cá nhân của tôi, không đại diện cho cơ quan, không đại diện cho tổ chức nào cả. Tên tôi là Phan Anh, CEO của công ty PA Marketing. Và lời khuyên thì cũng chỉ mang tính tham khảo, nếu bạn thấy đúng, bạn áp dụng. Nếu bạn thấy sai thì bạn đừng áp dụng. Đúng không ạ? Và đúng hay sai thì bạn áp dụng bạn mới biết được. Đúng không ạ? Nó tốt cho bạn thì bạn áp dụng, mà nó không tốt thì bạn không áp dụng, không sao cả. Đúng không ạ? Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ, hãy bình luận và hãy sub cho kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.